Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và bà con đã dành thời gian đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay chương trình có một số thông tin nông nghiệp đang rất được nhiều bà con quan tâm. Mong nhận được phản hồi và chia sẻ để bản tin ngày càng thiết thực hơn. Còn bây giờ hãy cùng điểm qua một vài thông tin nổi bật. Tết đến nhưng nhiều nông dân lao đao vì ế hàng. Trại nuôi gà cảnh độc nhất vô nhị với bí quyết ai nghe cũng làm được. Cùng chuyên gia chia sẻ giải pháp quản lý và phát triển sản xuất cây giống in vitro trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiệu quả và khoa học. Đếm ngược thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhiều gia đình đã rục rịch sắm sửa đồ Tết, trong đó thì có việc mua cây cảnh nữa đó chị Thư Kiều. Và cây quất cảnh thì thường được người dân lựa chọn để trang trí vào dịp Tết, bởi vì nó có lá xanh tốt, sai trái, trái thì vàng tươi, thể hiện sự trù phú, hứa hẹn một năm mới, được mùa, ăn nên làm ra. Và tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, vựa quất lớn nhất miền Bắc thời điểm này, nhiều nhà vườn đã bắt đầu bán cây. Nông dân ở đây cho biết là số quất xuất đi các vùng miền trên cả nước đã được hơn 50%, nhưng nông dân vẫn buồn. Những ngày này, những người sành chơi cây đã tìm về khu vực Văn Giang để kiếm cho mình những gốc cây thế cây ưng ý. Năm nay, quất cảnh nói riêng và các mặt hàng cây cảnh đều tăng giá theo mặt bằng chung. Những gốc quất truyền thống giá trung bình năm ngoái là 150.000 đồng, thì năm nay tăng lên 180 đến 200.000 đồng. Những chán quất thế tùy chiều cao chán cây lại có mức giá khác nhau. Tuy giá quất tăng trung bình 20 đến 30% so với năm trước, song trồng chân lại không mấy hào hứng. Nhiều nông dân trồng quất cho biết mức giá cao này chỉ đủ bù vào so với mức giá cây giống nhập, công chăm sóc vì thời tiết năm nay thất thường, bởi vậy mức lãi thu về cũng thấp. Tuy giá quất có cao hơn so với những năm trước, nhưng thị trường mua bán quất vẫn chưa bao giờ khách nóng. Người nông dân nơi đây đang hy vọng với sức tiêu thụ này thì sẽ kéo dài đến sát Tết để bù đắp phần chi phí bỏ ra trước đó. Anh Minh Thiện có biết không, những cái Tết gần đây khi mà mua sắm để chuẩn bị cho mâm ngũ quả thì các chị, các mẹ thường chọn một quả Phật thủ thật là đẹp như thế này để mà trưng. Và việc làm này thì không đơn thuần chỉ là vì cái loại quả này có hương thơm dịu mát, thoang thoảng, mà quả Phật thủ còn có một ý nghĩa tốt đẹp nữa đó. Hồi trước thì loại quả này chỉ xuất hiện nhiều ở miền Bắc thôi, nhưng mà thời gian gần đây thì ở miền nào cũng gặp hết. Ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nơi được biết đến với cái tên là đất Phật thủ, bởi vì hầu hết người dân ở đây đều trồng loại cây này. Và những ngày này, các hộ gia đình trồng Phật thủ tại đây đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị thu hoạch những quả Phật thủ đẹp nhất để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hiện hơn 90% số lượng quả Phật thủ trên địa bàn đã được khách hàng đặt mua để chơi Tết. Trong văn hóa tín ngưỡng người Việt, với hình dáng như nhiều ngón tay chụm lại giống bàn tay Phật, với nghĩa che chở, mang an lành sung túc đến cho gia chủ. Vì quan niệm đó, Phật thủ được trưng cúng trong ngày rằm, mùng 1, đặc biệt là dịp Tết, nhằm cầu may mắn, tài lộc, khiến loại quả này khá được ưa chuộng. Phật thủ đã giúp người dân Đắc Sở thay đổi cuộc sống. Với một sào Phật thủ, nếu được chăm sóc tốt, sẽ mang lại vài chục triệu đồng. Mỗi năm, thu nhập của các gia đình trồng cây này khá cao, ít thì từ 100 đến 200 triệu, nhiều thì từ 500 đến 600 triệu đồng. Tết đến thì những loại nông sản để làm dưa muối cũng đang rất khúc hàng. Thời điểm cận Tết năm ngoái tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, củ kiệu có giá 1 ký từ 20 đến 22 ngàn đồng. Hiện nay thì giá giảm một cách thê thảm. Đến trước một vụ mùa thua lỗ, nhiều nông dân xứ kiệu Tam Nông đã tìm nhiều cách chuyển từ bán sỉ cho thương lái sang bán lẻ đến tay khách hàng. Ghi nhận của phóng viên chương trình tại vùng kiệu lớn nhất nhì miền Tây này để thấy tình cảnh người nông dân nơi đây như thế nào. Năm ngoái chị Võ Thị Ánh ngồi một chỗ chờ thương lái, năm nay chị Ánh phải chạy vải khắp nơi để bán lẻ cho hết 7 con kiệu của gia đình. Khách hàng của chị là hàng xóm láng giềng mua về làm dưa kiệu, các tiểu thương ở chợ và cả những điểm bán lẻ dọc lộ. Kiệu dội chợ thương lái không mua, vậy là sau khi thu hoạch, những nông dân như chị Ánh giờ phải tự tay sơ chế, làm sạch kiệu rồi vận chuyển đến những điểm bán lẻ. Tính ra giá bán lẻ từ 8 đến 9 ngàn đồng một ký cũng có lợi hơn bán sỉ. Chỉ là với số bán ra dăm chục ký mỗi ngày thì không biết sản lượng tổng hàng trăm tấn của bà con trồng kiệu ở Tam Nông chừng nào mới tiêu thụ hết. Khó khăn là chắc chắn, nhưng cái mới đã mở ra, đó là người trồng kiệu đã biết cách bán kiệu chứ không còn chỉ ngồi chờ thương lái đến quyết định số phận mùa vụ của mình. Trong khi các địa phương bị mưa bão thời tiết ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, thì tỉnh Lâm Đồng lại thuận lợi cho công tác gieo trồng và chăm sóc, nhất là chuyển đổi các loại cây trồng dài ngày.
Ngành nông nghiệp Lâm Đồng cho biết năm 2018 chuyển đổi hơn 256.300 ha, đạt hơn 104% so với kế hoạch năm và tăng 2% so với năm 2017, cụ thể như sau. Cây cà phê có diện tích 174.390 ha, sản lượng 500.000 tấn, tăng 3%. Cây điều gần 28.500 ha, sản lượng gần 7.500 tấn, tăng 27% so với cùng kỳ. Đặc biệt có một số cây trồng tăng cao cả về diện tích và sản lượng như cây dâu tằm tăng hơn 6.770 ha, sản lượng hơn 100.000 tấn, tăng gần 9%. Cây macca hơn 3.600 ha, sản lượng hơn 1.000 tấn, tăng hơn 10%. Cây ăn trái hơn 17.300 ha, sản lượng gần 140.500 tấn, tăng 21%. Ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi thì nhờ các sản phẩm của cây dài ngày như cây ăn quả, macca, dâu tằm, chân chân, trong những năm gần đây có giá trị kinh tế cao, nên nông dân đã tập trung đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, khiến cho diện tích sản lượng cây dài ngày của Lâm Đồng tăng lên. Đặc biệt nhất trong năm 2018, Lâm Đồng tái canh, cải tạo được gần 9.000 hecta cà phê già cỗi, năng suất thấp, đạt 110% so với kế hoạch và tăng gần 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó trồng tái canh hơn 3.000 hecta, ghép cải tạo gần 6.000 hecta. Công tác tái canh, ghép cải tạo cà phê đã nâng năng suất trung bình cà phê Lâm Đồng lên trên 3 tấn một hecta. Cá biệt có những vườn lên đến 7 tấn một hecta. Không chỉ việc quan tâm cải tạo cây trồng, mà tỉnh Lâm Đồng đang rất chú trọng đến việc bảo quản sản lượng sau thu hoạch. Điều này góp phần rất lớn trong việc tăng giá trị sản phẩm. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 125 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến đến tiêu thụ. Có hợp đồng liên kết lâu dài với sự tham gia liên kết của 75 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 13.148 hộ nông dân. So với năm 2017, tăng 5 chuỗi, 5 hợp tác xã và 578 hộ liên kết. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có 68 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Hiện nay đã có 8,2% sản lượng rau, 1,77% sản lượng hoa, 10,1% cà phê, 17,23% chè, 97% sữa tươi và 30,4% thịt heo được tiêu thụ qua hợp đồng. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi, đặc biệt đối với các sản phẩm rau củ quả tươi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp, có tăng giá trị sản phẩm cao hơn 20-25%. Chuẩn bị trước để đến mùa thu hoạch thì khỏi phải lo năm nay sẽ thu hoạch như thế nào, bảo quản ra sao. Nông dân Lâm Đồng giờ đây lại rất chủ động bởi vì họ đầu tư nhiều cho bảo quản sau thu hoạch, nhờ vậy mà đã giảm lệ thuộc vào thị trường. Trở về với vùng biển Khánh Hòa, năm nay vùng nuôi tôm hùm ở xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh là thủ phủ tôm hùm ở Khánh Hòa, không xảy ra dịch bệnh và thiệt hại do mưa lũ. Giá bán thì tương đối ổn định nên người nuôi thắng lợi. Bà con ở đây đang có tâm trạng rất phấn khởi chuẩn bị cho mùa Tết. Được biết, năm 2018, trong khi các vùng nuôi khác ở thành phố Cam Ranh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, thì xã Cam Bình vẫn đảm bảo an toàn. Toàn xã có trên 900 hộ nuôi, khoảng 8.000 lồng. Qua 12 tháng thả nuôi, bà con đã xuất bán hơn 360 tấn, trong khi kế hoạch thành phố Cam Ranh giao chỉ tiêu khoảng 100 tấn. Ngành nông nghiệp địa phương cho biết, mấy năm gần đây, dân chủ yếu nuôi tôm hùm xanh chiếm đến 2/3 sản lượng. Vì loại tôm hùm này có ưu điểm so với tôm hùm bông là dễ mua giống và giá rẻ. Bên cạnh đó, thời gian nuôi tôm hùm xanh ngắn, thu hồi vốn nhanh chỉ khoảng từ 9 đến 12 tháng, trong khi tôm hùm bông khoảng 14 đến 15 tháng. Thức ăn cho tôm hùm xanh cũng đơn giản, chủ yếu là cá tạp, giá thành thấp. Còn tôm hùm bông ăn sang toàn đồ tươi sống như cua, ghẹ nên chi phí rất cao. Đặc biệt, giá tôm thương phẩm tương đối ổn định. Năm nay, tôm thương phẩm từ tháng 7 đến tháng 8 ở mức trên 700.000 đồng một ký, đến tháng 11-12 giao động trên dưới 900.000 đồng một ký, thậm chí có thời điểm từ 950 đến 970.000 đồng một ký. Thưa bà con, hướng đi mới và khác biệt là chìa khóa giúp nhiều nông dân, nhất là nông dân trẻ thành công trong sản xuất nông nghiệp. Dù có mạo hiểm nhưng nhờ nắm bắt được nhu cầu thị trường đang cần và đang thiếu điều gì nên thành công nhanh chóng chạm ngõ. Vâng, nhận thấy được nhu cầu của khách hàng đang tăng, một nông dân tại Nha Trang đã mạnh dạn đầu tư tiền tỷ vào trang trại gà độc nhất vô nhị hiếm có tại Việt Nam. Năm 2009, tốt nghiệp Đại học Thủy sản Nha Trang, rồi có hơn 5 năm theo nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh miền Tây. Thế nhưng anh Nguyễn Minh Hùng luôn trăn trở về một hướng đi mới và khác biệt. Nhận thấy nhu cầu gà cảnh đang tăng,
anh Hùng quyết đầu tư công sức và tiền của để tìm kiếm và nhân giống những giống gà lạ quý hiếm. Hiện trại nuôi của anh Hùng có gần 300 con các loại. Thời gian đầu anh Hùng bỏ hơn 1 năm để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức của những người nuôi gà cảnh lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Nuôi gà cảnh cần đầu tư nhiều. Lúc đầu thiếu vốn, anh bắt đầu với việc nuôi 10 con gà cảnh tại góc khuất cạnh bờ sông gần nhà. Hiện nay anh đang gây đàn những giống gà quý hiếm, ít ai có ở Việt Nam như giống gà khổng lồ đến từ nước Anh, gà Serama, giống gà được xem là giống gà nhẹ nhất thế giới, Phoenix, gà Yokohama, sắc màu tinh tế đến từ Nhật Bản, gà lông xù sở hữu bộ lông cực kỳ lạ mắt, gà sư tử Ba Lan độc đáo và gà Tân Châu, giống gà nổi tiếng nhất Việt Nam. Những giống gà cảnh độc đáo đa dạng về chủng loại này được anh Hùng kỳ công sưu tầm từ nhiều quốc gia trên thế giới. Với mức giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một con gà cảnh, mang lại cho anh Hùng thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng. Anh Hùng cho biết gà cảnh chăm sóc rất dễ, thức ăn của gà này thì cũng giống như là các giống gà khác. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất khi chăm sóc gà cảnh là sự khác biệt về môi trường, khí hậu và sự đóng đảnh khó chịu của các chú gà ưa sạch sẽ. Để có những chú gà đẹp, ngày nào anh cũng túc trực tại trại chăm sóc cho ăn uống, tiêm phòng và làm vệ sinh. Thưa quý khán giả và bà con, trong chương trình hôm qua thì chúng ta đã thấy rất rõ những ưu việt mà cây giống in vitro mang lại, nhưng cần phải có những giải pháp phù hợp để sản xuất kinh doanh cây giống in vitro ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát triển, nhất là đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lĩnh vực đã và đang được tỉnh ưu tiên đẩy mạnh. Trước những khó khăn mà chúng tôi đã phản ánh, ngành chức năng có những giải pháp cụ thể ra sao? Bà con sẽ có câu trả lời trong cuộc trao đổi sau đây với đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Bà con nông dân và các bạn thân mến, để sản xuất cây giống, đặc biệt là cây giống in vitro thì chúng ta cần phải lưu ý đến rất nhiều vấn đề. Vậy cụ thể đó là gì? Mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu trong cuộc trao đổi ngay sau đây. Thưa thạc sĩ Lê Thế Hưng, hiện nay thì Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất cây giống, đặc biệt là cây giống in vitro. Như vậy thì theo ông, liệu rằng chúng ta đã khai thác được hết tiềm năng của việc sản xuất cây giống in vitro hay chưa? Hàng năm thì Lâm Đồng chúng ta sản xuất rất nhiều cái cây giống. Đối với cây ngắn ngày thì chúng ta sản xuất để phục vụ theo cái mùa vụ. Đối với cây dài ngày thì sản xuất để phục vụ cho chương trình tái canh, chương trình chuyển đổi giống. Thì như vậy thì chúng tôi thấy rằng là cái nhu cầu về cây giống của Lâm Đồng thì rất là cao. Trong đó phải nói là cái cây giống ngắn ngày thì rau hoa thì chúng ta phải thay đổi về chủng loại rồi đáp ứng được cái thị trường, thị hiếu cũng như là có khả năng xuất khẩu. Vậy Chi cục Bảo vệ thực vật và ngành chức năng sẽ có những biện pháp gì để giúp cho ngành giống in vitro của Lâm Đồng phát triển? Theo chúng tôi điều tra và đánh giá thì hiện nay cái các cơ sở mà nhân cấy in vitro thì chỉ có 37% là công bố thị trường cơ sở. Thì sắp tới chúng tôi cũng sẽ cùng với các viện, các trường để làm sao để mà triển khai cái cây mẹ cho các cái cơ sở vườn ươm được kiểm soát, được công bố tiêu chuẩn cơ sở. Đây là cái khâu khẳng định đầu tiên và nó sạch bệnh và cũng tiếp cận với cái dự án của JICA để mà nhân cấy đỉnh sinh trưởng, thì trước mắt là sẽ áp dụng cho cái cây hoa cúc và cây các cây cắt cành khác, hoa cắt cành như là cẩm chướng, và sẽ vận dụng các cái chính sách của nhà nước như nghị định 57 hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp là có cái sản xuất với quy mô lớn trên 1 triệu cây. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ hoàn thiện cái quy trình nhân cấy in vitro cũng như những cái đỉnh sinh trưởng cùng với thành phố Đà Lạt và dự án JICA và công ty Himeji để mà chuyển giao rộng rãi cho nông dân thông qua cái trung tâm giống và dịch vụ vật tư của tỉnh Lâm Đồng cũng như trung tâm nghiên cứu rau và khoai tây của tỉnh. Thì làm thế nào để cái ngành sản xuất cây giống in vitro là một cái thế mạnh của Lâm Đồng, chúng ta có thể đẩy mạnh cái khâu xuất khẩu. Thì ngoài những cái nội dung về mặt kỹ thuật thì công tác đào tạo nguồn nhân lực giúp cho các cái doanh nghiệp để chúng ta có đầy đủ cái nguồn nhân lực mà thành thạo để mà phát triển cái sản xuất cây giống in vitro phục vụ cho xuất khẩu. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ Lê Thế Hưng. Thông tin này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Nếu như có phản hồi ý kiến và yêu mến chương trình, muốn giao lưu tìm hiểu về cây con giống mới, bà con hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ đang hiện trên màn hình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.